Theo một sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Worcester, một cá nhân đã dũng cảm đứng ra nhận thực hiện nghi lễ an táng cho nghi phạm Tamila Tassanayev. Tuy nhiên, người này không tiết lộ nơi mà thi thể đã được đưa đến. Trước đó, việc tìm nơi chôn cất thi thể nghi phạm này thực sự là một vấn đề nan giải khi cả hai thành phố nơi Tamila từng sống là Boston và Cambridge đều từ chối không chấp nhận việc an táng dành cho hắn. Tamila Tassanayev, 26 tuổi, nghi phạm số 1 trong vụ đánh bom giải marathon Boston, đã chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát hôm 19 tháng 4 sau khi bị nghi ngờ đã cùng em trai là Doka thực hiện vụ đánh bom trước đó 4 ngày khiến 3 người chết và 264 người khác bị thương.